Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 5 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45. Cảm ơn người. Triệu Linh Năm bình tĩnh trả lời: vì cái chuyện hôn sự giữa ngươi và tỷ tỷ hiện tại là không có ở Dương Đô, chờ lúc nàng trở về sẽ lập tức cùng với ngươi thành hôn. Bên tai tựa như cái tiếng sét nổ vang vậy, đầu của Lâm Tú trống rỗng, mặt hắn tái mét lẩm bẩm: cái gì? Triệu Linh Năm liếc nhẹ hắn: chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Lâm Tú nhớ tới cái lần trước hắn nói là không muốn, ngay sau đó hắn đã bị nàng ngược đãi. Cố gắng nuốt nước miếng một cái, hắn vô cùng khó hiểu hỏi: Không phải, chẳng qua ta tò mò, tỷ tỷ ngươi ưu tú như vậy, gả cho Dương công quý tộc, thậm chí là hoàng tử đều được, tại sao mà các ngươi lại gả cho ta chứ? Nghe Lâm Tú nhắc tới những người đó, Triệu Linh Năm khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt không một chút che giấu khinh thường: bọn họ không xứng đâu. Lâm Tú cảm thấy nghi hoặc: vậy ta xứng sao? Thấy Triệu Đình Nằm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, Lâm Tú ý thức được lời của hắn vừa rồi đích xác hơi không tiện, mới giải thích: Không, ý ta, nhà của ta đã xuống dốc rồi, không có xứng với nhà của các ngươi đâu. Triệu Linh Nằm thản nhiên nói: những cái thứ này không quan trọng. Lâm Tú bất lực hỏi: vậy cái gì mới quan trọng? Triệu Linh Nam đáp: ngươi là một người tốt, giả lại ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Lâm Tú không ngờ có ngày mình được gọi là một người tốt chứ, mặt quán đầy mê man. Khảo nghiệm gì? Triệu Linh Nam nói: tuy là thiên phú của tu hành, tuy thiên phú tu hành của ngươi hơi kém, nhưng mà ngươi chăm chỉ tu luyện, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm, có đảm đương, với ta như vậy được coi là một người tốt. Lâm Tú lộ vẻ bất ngờ, hắn không ngờ Linh Âm đánh giá hắn lại cao vậy chứ. Nàng hiểu hắn, nàng thật sự hiểu hắn sao? Sắc mặt Lâm Tú ửng đỏ, ngượng ngùng nói: quá khen rồi, ta chỉ là một ít chuyện nhỏ nhặt không có đáng kể thôi mà. Triệu Linh Âm nhìn hắn nói: đối với ngươi không đáng kể, nhưng mà đối với những người khác mà ngươi giúp thì không phải. Nếu không có ngươi đứng ra, vị cô nương chết oan kia sau khi mà chết khó lòng rửa sạch nỗi oan uổng rồi. Lâm Tú giải thích: dù sao cũng cần người đứng ra, ta chính là chịu không nổi cảnh tượng như vậy đó. Triệu Linh Năm gật đầu nói: còn có phụ nhân kia, nếu như không nhờ ngươi, cái đứa bé kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Lâm Tú nói: chỉ là mấy lượng bạc thôi, với lại ta kiếm tiền cũng rất dễ dàng mà, dù có bị lừa cũng không có tổn thất bao nhiêu, nhưng nếu mấy lượng bạc có thể cứu được một mạng người như vậy rất có lợi. Bất chợt Triệu Linh Năm hỏi hắn: có một chuyện ta không hiểu. Chuyện gì? Vì sao mà bản thân của ngươi ăn một bát mì nước cốt giá chỉ có 3 văn tiền mà lại chịu bỏ ra mấy lượng bạc để mời ăn mày ăn cơm? Lâm Tú cười cười: cuộc sống của bọn họ ngây ngô ngơ ngác, không có hy vọng, thỉnh thoảng ta cho bọn họ một kinh hỉ ngoài ý muốn, như vậy không phải là một chuyện thú vị sao? Triệu Linh Năm nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cảm khái một câu: người đúng là một người kỳ quái. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Năm khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tại cái thế giới này có thể xuất hiện một người hiểu hắn như vậy, không thể không nói là một chuyện may mắn. Đáng tiếc nàng là cô gái, nếu nàng là nam nhân á, Lâm Tú nhất định cùng với nàng cắt máu ăn thề, kết giao tri kỷ. Nhưng mà rất nhanh Lâm Tú đã không vui vẻ nổi, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Linh Nam hỏi: chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Triệu gia tình nguyện gả tỷ tỷ ngươi cho ta? Triệu Linh Nam nhìn hắn: ngươi phải cảm ơn ta đi, nếu không nhờ ta, phụ thân đã hủy bỏ cái phần hôn ước này rồi đó. Lâm Tú nhìn nàng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc, cắn răng nói: ta cảm ơn người nghe. Lâm Tú ngàn tính dạng tính, không có tính đến nội ứng luôn bên cạnh hắn. Khó trách hắn đi đâu cũng có thể gặp phải Linh Năm, quá ra là nàng đang theo dõi khảo nghiệm hắn. Sớm biết từ hôn không thành công, có lẽ hắn đã biểu hiện tệ một chút rồi.
hắn có thể không mời những tên ăn mày kia ăn cơm, không ăn một bát mì giá 3 văn tiền, khi mở thành lại ti không giúp cô gái kia. Thôi thôi, bỏ đi. Cho dù biết của ngày hôm nay, thời điểm nên đứng ra, Lâm Tú vẫn sẽ phải ra mặt giải quyết. Chuyện quá khứ đã qua rồi, nhưng mà chuyện tương lai vẫn có thể thay đổi. Tuy là hiện tại Triệu gia đã quyết định, nhưng mà cũng chưa chắc họ không đổi ý chứ. Những cái phương diện mà Triệu Linh Nam đã kể, Lâm Tú không có biện pháp thay đổi, nhưng có một số phương diện khác thì có thể. Hắn có thể tiếp tục đi Thanh Lâu, tâm sự cùng với Hải Đường cô nương. Hắn hôm nay đi, ngày mai đi, mà ngày kia cũng đi luôn, ngày nào cũng đi. Lâm Tú không tin Triệu gia sẽ gả một thiên chi kiêu nữ như vậy cho một kẻ đi dạo Thanh Lâu mỗi ngày. Lâm Tú thở dài trong lòng, mọi thứ dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chương 46, Hầm Băng Bảo Nguy. Thân phận địa vị của hai nhà Lâm Triệu chênh lệch quá lớn, cuộc hôn sự này tốt nhất nên do Triệu gia tự mình hủy bỏ. Nếu mà Lâm gia chủ động từ hôn, chẳng khác nào đánh vào mặt của Triệu gia. Vốn tưởng rằng Triệu gia không có gả vị thiên kiêu chi nữ kia cho hắn, thì ai ngờ được rằng bên cạnh hắn xuất hiện một đồng đội heo. May mắn thay, sự việc này không có đến mức không thể xoay chuyển. Để khiến cho bọn họ thay đổi chú ý, cách duy nhất là thay đổi ấn tượng của Linh Nam về hắn. Hải Đường cô nương, chờ ta đi. Lúc này, Triệu Linh Nam bỗng nhiên nói với hắn, nếu mà hôn ước đã định, ngươi nên kềm chế bản thân đi. Lần sau, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi dạo chơi Thanh Lâu, chắc chắn ta sẽ cắt đứt gân chân của ngươi. Ta nói được, làm được. Nói xong, nàng tặng cho Lâm Tú một ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Đến nước này, con đường thoát thân cuối cùng của Lâm Tú đã bị chặn kín hoàn toàn rồi. Không lâu sau, vợ chồng của Bình An Bá trở lại từ bên ngoài. Bình An Bá nói với Lâm Tú, Tú Nhi, Triệu bá phụ đi về, ngươi ra ngoài tiễn hắn một chút đi, bằng không người ngoài nói Lâm gia của chúng ta không hiểu lễ nghi đó. Chu Quân cười cười, bạn nãy ta trông thấy Linh Nam nói chuyện cùng với Tú Nhi ở đằng sau, chắc sau khi mà Tú Nhi nghe được tin tức này, chắc là vui mừng tới quên cả trời đất rồi. Lâm Tú đưa tay lau một giọt nước mắt tuôn rơi bởi cái sự bi phẫn. Đúng, đúng, đúng rồi, vui mừng tới nỗi phát khóc luôn. Bình An Bá cảm khái, ngay cả cái phần hôn ước này cũng tình nguyện chấp thuận, Triệu gia quả nhiên nói chữ tính, trước này là chúng ta lòng tiểu nhân thôi. Lâm Tú bây giờ rất là bất lực, ai muốn cưới một nữ nhân chưa từng gặp mặt sao? Không biết nàng đẹp hay là xấu, cao thấp mập gầy, tính cách ra sao, có hợp hay là không hợp, có thích hợp kết hôn hay không nữa. Nếu mà tính cách hai người không hợp đến với nhau, há chẳng phải là y hệt cuộc hôn nhân bi kịch của cha mẹ hắn kiếp trước sao? Lâm Tú sợ hãi cái loại hôn nhân này tận đáy lòng. Hắn thở dài lẩm bẩm, cũng không biết Triệu cô nương kia là kiểu người gì, dung mạo như thế nào, tính cách ra sao nữa. Bình An Bá cười hỏi, xét về dung mạo, ngươi cảm thấy Linh Nam thế nào? Lâm Tú lập tức nói, nếu nói là quốc sắc thiên hương thì cũng chẳng khoa trương chút nào. Bình An Bá nói, đều cùng là một phụ mẫu sinh ra, muội muội đã dậy rồi, tỷ tỷ sao có thể kém chứ? Dung mạo Linh Quân tất nhiên không cần phải bàn tới. Thanh niên quyền quý Dương Đô cảm mến nàng không đếm nổi, có bao nhiêu người luôn, thậm chí ngay cả hoàng tử trong cung cũng mong mỏi theo đuổi nàng. Còn về tính cách, phần lớn thời gian nàng đều không có ở Dương Đô, vì vậy ta cũng không có rõ lắm, nhưng mà hẳn là ôn nhã hơn Linh Nam một chút. Bình An Bá tiếp tục dỗ dỗ bả vai của Lâm Tú. Linh Quân là thiên tài mà bệ hạ cực kỳ coi trọng, Triệu gia cũng quật khởi bởi nhờ nàng. Triệu bá phụ của ngươi trước đây vốn chỉ là tam đẳng bá như ta thôi, nhưng mà nhờ dựa vào cô gái quý gia này, hiện nay đã là nhất đẳng hầu rồi. Sau này nếu gặp nàng, ngươi nhớ phải khách khí một chút đó. Lâm Tú than thở một tiếng trong lòng, ý nghĩ hủy bỏ hôn ước càng ngày càng thêm mãnh liệt. Có ai đi khách khí với thê tử của mình cơ chứ? Triệu Linh Quân đẹp hơn nữa, thiên phú cao hơn nữa thì cũng có ích gì. Cuộc hôn nhân cần khách khí với thê tử, há có thể hạnh phúc sao? Người khác sống trong cuộc hôn nhân này ra sao, Lâm Tú không biết. Nhưng mà hắn khẳng định
không cảm thấy hạnh phúc trong tình cảnh như vậy rồi. Hắn giả bộ không quan tâm, cười nói với Bình An Bá. Chà, yên tâm đi, nhất đẳng hầu thì tính là cái gì? Chờ ta sau này kiếm được một chức nhất đẳng công cho cha làm. Chu Quân nghe vậy bật cười. Bình An Bá tức giận, gõ lên đầu của Lâm Tú một cái. Ngươi tưởng rằng nhất đẳng công là bắp cải sao? Toàn bộ đại hạ mới chỉ có một nhất đẳng công thôi. Ngươi chỉ cần không gây chuyện, ta cũng đã rất vui mừng lắm rồi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại mừng rỡ. Con trai có thể có phần tư tưởng này, hắn hài lòng thỏa dạ rồi. Cùng cha nương trêu ghẹo một hồi, Lâm Tú lấy ra một cái hộp từ trong ngực, đưa cho A Nguyệt đứng sau lưng của Chu Quân. A Nguyệt tỷ, cái này tặng cho ngươi. Sau khi mà A Nguyệt mở ra, thấy một cây trâm vàng hết sức tinh xảo bên trong, vội vàng nói, không được, không được, công tử, cái này quá là quý trọng đi. Chu Quân vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng nói, Tú Nhi đã tặng cho ngươi, thì ngươi cũng nên nhận đi chứ. Nghe lời Chu Quân, A Nguyệt vui vẻ, nhận lấy cây trâm vàng, đỏ mặt nói với Lâm Tú, cảm ơn công tử. Lâm Tú xua tay đáp, đều là người một nhà, khách khí làm gì? Thời điểm A Nguyệt còn rất nhỏ, nàng đã sống trong Lâm Phủ rồi, nàng lớn hơn Lâm Tú 8 tuổi. Từ khi Lâm Tú sinh ra đến lớn lên, đều do nàng chăm sóc hắn. Mặc dù trong đầu của Lâm Tú không có những ký ức này, nhưng mà điều này không có cản trở hắn đối đãi với nàng như tỷ tỷ. Chương 47, Hầm Băng Bảo Nguy. Sau đó, Lâm Tú tặng lễ vật cho Lão Hoàng cùng Dương Thẩm. Hai người đương nhiên cũng một phen thiên ân vạn tạ. Trong nhà ai ai cũng đều có lễ vật. Đại hoàng giữ cửa cũng không ngoại lệ. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tú đã đặc biệt bảo Dương Thẩm thêm một cái đùi gà cho nó. Phụ thân của Triệu Đinh Năm đích thân đến nhà, kèm theo thái độ của Triệu Gia về phần hôn ước. Tuy Lâm Tú không có thích hôn ước này chút nào, nhưng mà việc này cũng đã làm cho hắn buông xuống một cọc tâm sự. Cuộc ám sát nhằm vào Lâm Tú đêm đó hẳn không phải là Triệu Gia gây nên. Linh Năm coi hắn là người nhà, trong lòng của Lâm Tú rất biết ơn nàng. Cộng thêm hắn có một chút hảo cảm với Triệu Gia, vì vậy không có muốn hoài nghi bọn họ. Phía Thanh Lại Ti điều tra vẫn chưa có thông tin, có lẽ có điều tra thêm nữa cũng không có kết quả gì. Nếu vậy, rốt cuộc ai muốn mạng của hắn? Địch trong tối, hắn ngoài sáng, Lâm Tú rất khó tìm thấy bọn chúng. Nhưng mà hắn tin tưởng nếu lần trước hành động thất bại, bọn chúng sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở thôi. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tú vừa ăn xong điểm tâm thì không lâu sau, Triệu Linh Năm đã đi đến Lâm gia. Nàng tới đêm giúp Lâm Tú tu luyện. Lâm Tú phát hiện nàng rất để ý cái chuyện này. Hắn cũng biết nàng là gì giúp Lâm Tú có thể sớm ngày xứng với tỷ tỷ của nàng. Nhưng mà Lâm Tú hôm nay còn muốn đi tới Trích Nguyệt Lâu. Nếu như hiện tại bị Linh Năm ép khô nguyên lực, đến lúc đó hắn e rằng ngay cả một thùng nước cũng không có đóng băng được. Triệu Linh Năm biết hắn đang lo lắng cái gì nói, đến lúc đó ta đi Trích Nguyệt Lâu cùng với ngươi. Có nàng ở đây, Lâm Tú đương nhiên không cần phải lo lắng. 300 lượng bạc đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là một cái phất tay. Có điều cứ như vậy, số tiền mà Lâm Tú kiếm được lại không chuẩn mực cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút, nói với Triệu Linh Năm, bằng không thù lao từ Trích Nguyệt Lâu chúng ta mỗi người một nửa đi. Triệu Linh Năm xua tay dứt khoát nói, không cần, ta không có thiếu bạc mà. Nếu nàng nói thế, Lâm Tú không có kiên trì nữa, nhiều nhất sau này sẽ báo đáp nàng ở phương diện khác. Hai người nhanh chóng bắt đầu cái việc tu hành hôm nay. Bên ngoài trời vẫn nóng nực khó chịu như cũ, nhưng mà trong phòng nhiệt độ lạnh lẽo đến thấu xương. Cùng lúc đó, hoàng cung đại hạ. Trong ngự thư phòng, mấy cung nữ cầm quạt cung đình to lớn, đứng hai bên trái phải, quạt mát cho một nam tử trung niên mặc hoàng bào. Thế nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ, cả cung điện tựa như một cái lồng hấp khổng lồ, người bí hơi hít thở cảm thấy không thông. Nam tử trung niên hơi phiền não, buông bút son phê duyệt tấu chương xuống. Dù hắn là hoàng đế của một nước, tay nắm quyền lực ngập trời, cũng không có làm được gì ông trời. Giống với tất cả mọi người của Dương Đô, ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi sự hành hạ của mùa hè nóng bức. Ông ta ngẩng đầu lớn tiếng nói, Chu Cẩm, ta bảo ngươi đi lấy băng lạnh mà sao bây giờ vẫn chưa có vậy, ngươi chết ở đâu rồi? Một thân ảnh mập mạp
lập tức lăn bò từ một vòng bên ngoài vào, quỳ trên mặt đất nói: "Khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa đi xem thử cái hầm chiếu băng, thế nhưng không còn nổi một khối nữa." "Cái gì?" Nam tử trung niên nhíu mày. "Hầm băng cất trữ băng hàng năm ít nhất có thể dùng 2 tháng, hiện giờ mới dùng chưa tới 1 tháng, tại sao một khối băng cũng không còn?" Thân ảnh mập mạp kia giải thích: "Bẩm bệ hạ, mùa hè năm nay nóng lên khác thường, sử dụng băng tự nhiên tăng nhanh lên một chút. Nô tài đã điều tra rồi, trong nửa tháng này lượng băng mà hậu cung đã dùng tăng gấp bội. Hôm nay hoàng hậu nương nương phái người lấy 5 khối, ngày mai quý phi nương nương phái người lấy 10 khối. Hồi nãy một loạt người hầu của các vi thần đang chở đó nữa, vậy mà cái hầm băng không còn khối nào, hậu cung đã quyền náo lật trời rồi." Nam tử trung niên xoa xoa mi tâm, chợt cảm thấy đau đầu. Những nương nương này của mình từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao mà chịu được cái loại nóng như thiêu này chứ. Hoàng Thiên Ti còn nói rõ, loại thời tiết nóng này chỉ ít còn kéo dài thêm 1 tháng nữa. Đến khi đó, hậu cung lại càng thêm quyền náo, đến lúc đó hắn khó lòng mà trị an rồi. Lúc này, thân ảnh mập mạp kia bỗng nhiên nói: "Bệ hạ, sao mà không tuyên nhị tiểu thư nhà Vũ An Hầu tiến cung đi, nàng thức tỉnh là dị thuộc băng đó, để cho nàng giúp tạo ít băng trong cung, không phải là việc nhất tai sao?" "Không thể." Hoàng đế đại hạ không một chút do dự, phật phật tài nói: "Trẫm nhớ tên của cô nương kia chính là Linh Năm, có đúng không? Thiên phú dị bẩm, tương lai sẽ là trụ cột của đại hạ ta. Sao có thể bởi vì cái chuyện hưởng lạc của hậu cung phi tần của trẫm quấy nhiễu đến nàng tu hành? Đến lúc đó, sợ rằng đến cả Võ An Hầu cũng bị chê cười. Hơn nữa, tính nết phi tử trong hậu cung của trẫm không phải là ngươi không biết. Nếu đến lúc đó xảy ra xung đột, ngươi bảo trẫm phải xử lý thế nào đây?" Chương 48, Hầm Băng Bảo Nguyên. "Bệ hạ anh minh, lão đồ suy xét không có chu toàn." Quan quan tổng quản kia cúi người tiếp đó nói: "Lão nô nghe nói con trai của nhà Bình An Bá cũng đã thức tỉnh dị thuộc hàng băng, hơn nữa đi vào dị thuộc diện rồi." "Con trai Bình An Bá?" Mày của hoàng đế đại hạ nhíu lại hỏi: "Chính là người có hôn ước với đích nữ của Triệu gia kia sao? Không phải là hắn không có dị thuộc sao?" Quyền quý dương đô rất nhiều, hắn làm hoàng đế cũng không thể nào mà nhớ từng người một, nhưng mà vẫn có ấn tượng rất sâu đối với Bình An Bá này. Dù sao, vị đích nữ kia của Triệu gia có danh tiếng quá lớn, thậm chí hắn còn muốn ban hôn cho nàng với một vị hoàng tử nào đó. Chỉ là ngại hôn ước giữa Triệu gia và Bình An Bá, chỉ có thể từ bỏ. Chu Cập nói: "Nghe nói năng lực dị thuộc của hắn đã thức tỉnh, chính là dị thuộc hàng băng." Trên mặt của hoàng đế đại hạ hiện ra một tia tiếc nuối nói: "Thế mà lại thức tỉnh dị thuộc cấp thiên sao? Chỉ là thời gian có một chút muộn, đúng là khá đáng tiếc." Sự mạnh mẽ của dị thuộc hàng băng đương nhiên không cần phải nhiều lời. Gần thì đại hạ có một vị tướng quân truyền kỳ nào đó, xa có một vị cường giả đỉnh phong đương thời của Dương Triều Đại La kia. Đây là một tiềm lực năng lực vô thượng, chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn, nhất định không có thành tựu quá lớn. Hoàng đế đại hạ nói: "Nếu đã như thế, vậy thì tuyên hắn tiến cung đi." Chu Cầm nhanh chóng sắp xếp một tiểu hoạn quan đi triệu kiến Lâm Tú, sau đó cười nói: "Nói đến vị con trai của Bình An Bá này á, còn có một chuyện thú vị nữa. Người này tuổi còn trẻ nhưng mà dũng khí đúng là không nhỏ đó." Chu Cầm không chỉ là thủ lĩnh của nội thị, trong tay hắn nắm giữ mật trinh ti, mọi cái chuyện lớn nhỏ của Dương Đô đều không có thể gạt qua mắt hắn. Hoàng đế đại hạ có hứng thú, đến cả tấu chương cũng không có phê nữa, nói: "Chuyện gì? Nói cho trẫm nghe xem." Nghe xong lời của Chu Cẩm nói, hạ hoàng khẽ gật đầu. Không sợ cường quyền, lòng mang lương thiện, người này quả thật không có giống với các con cháu quyền quý Dương Đô khác. Chu Cẩm cảm khái: "Chẳng trách Triệu gia nguyện ý thực hiện hôn ước năm đó. Nhi tử các nhà khác ở trong Dương Đô có nhiều người hư hỏng không tưởng tượng nổi luôn." Hạ hoàng cười cười: "Ngươi thật sự nghĩ Triệu gia gả đi thiên chi kiêu nữ vì bản tánh lương thiện sao? Hắn đang ám chỉ với trẫm rằng gia tộc của hắn không có tham gia việc tranh giành quyền thế Dương Đô. Có một số thế lực đã đủ lòng đủ cánh, nếu những thế lực đó kết duyên loan phượng với Triệu gia, sợ rằng ngay cả trẫm cũng phải kiên kỵ ba phần đó." Lâm Phủ,
trong gian phòng, Lâm Tú đang tu hành cùng với Triệu Linh Năm. Phương thức Triệu Linh Năm trợ giúp hắn tu hành chính là để cho hắn chịu đựng tra tấn cực hàn. Lâm Tú mặc mỗi sấn y, hàn khí lượn lờ bên ngoài thân thể, lông mày và tóc đã kết thành một tầng băng sương. Trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng đang đối kháng với hàn khí bên ngoài, mà trong cuộc đối kháng dài lâu này, cỗ lực lượng trong cơ thể của Lâm Tú dùng một loại tốc độ vô cùng chậm rãi, dần dần tăng trưởng. Hôm nay, hai người tu hành chưa có được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thời điểm bọn họ tu luyện trong phòng, thường sẽ không có người quấy rầy, trừ phi xảy ra cái chuyện khẩn cấp. Lâm Tú nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi ra mở cửa. Hắn đã thấy vợ chồng của Bình An Bá đang đứng phía trước, đằng sau họ còn có ba người đang đứng. Ba người mặt trắng không râu, áo choàng mặc trên người giống như quan phục, nhưng có một chút khác biệt so với những quan phục khác. Một nam tử đứng đằng trước cất giọng nói lanh lảnh: "Con trai Bình An Bá Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, lập tức theo ta vào cung, không được chậm trễ." Lâm Tú lấy làm kinh hãi hỏi: "Bệ hạ triệu kiến ta làm gì?" Quảng Quang truyền chỉ thản nhiên nói: "Điều này bọn ta không biết, ngươi dẫn mau cùng bọn ta đi thôi, coi chừng lỡ giờ khiến cho bệ hạ giáng tội." Lâm Tú mơ mơ hồ hồ đi theo ba tên quản quan, để lại cho vợ chồng Bình An Bá mặt đầy lo âu. Triệu Linh Năm cũng có vẻ hiểu được gì đó, cho nên an ủi bọn họ: "Bá phụ với bá mẫu yên tâm, Lâm Tú tiến cung không có đại sự gì đâu." Thời điểm Lâm Tú bước vào cửa cung, lờ mờ đoán ra dụng ý của hoàng đế đại hạ triệu hắn tiến cung rồi. Là con trai của Tam Đẳng Bá, một văn thư thanh lệ ti nho nhỏ, sao có thể lọt vào mắt của hoàng đế? Đối với hoàng đế mà nói, thứ giá trị duy nhất trên người của hắn chính là năng lực tạo băng. Hắn vừa nghe diện trưởng dị thuật diện nói, toàn bộ Dương Đô đại hạ chỉ có hai người nắm giữ dị thuật hàn băng. Một là Linh Năm, hai là Lâm Tú. Sở dĩ gọi những cái năng lực như dị thuật hàn băng là thiên giai, không chỉ bởi chúng có năng lực mạnh mẽ, mà còn vì xác suất thức tỉnh của chúng quá thấp. Thức tỉnh dị thuật thiên giai, đồng thời người có cả thiên phú tu hành lại càng hiếm. Chương 49, Hoàng Cung cho gọi. Về phần tại sao không mời Linh Năm có thực lực mạnh hơn mà mời hắn mới thức tỉnh năng lực, cũng không có gì kỳ quái. Đường đường là con gái của Nhất Đẳng Hầu, thiên tài thiên tự diện của dị thuộc diện, nếu bị mời vào Hoàng Cung làm cái loại chuyện này, e rằng tin tức hoàng đế đại hạ không có tôn trọng nhân tài rất nhanh sẽ lưu truyền ra ngoài. Lâm Tú thì khác, hắn ở Dương Đô chỉ là một tiểu bối vô danh, nói bắt là bắt thôi. Lâm Tú đoán không sai, hắn vừa tiến cung đã có một tên quản sự thái giám nói cho hắn biết hầm băng hoàng cung đã trống rỗng, cần mượn năng lực của hắn tạo băng cho hoàng cung. Chuyện này Lâm Tú không cách nào cự tuyệt. Thứ nhất, đây là hoàng đế tự mình triệu tập, hắn không được phép từ chối. Thứ hai, ở một góc độ khác, đây chính là nghĩa vụ của Lâm Tú. Dù sao, hắn cũng là học sinh của dị thuộc diện, mà học sinh dị thuộc diện còn có một thân phận khác. Đó chính là những nhân tài đặc biệt được triều đình mời chào. Chỉ cần triều đình cần, bọn họ phải phục vụ bất cứ lúc nào. Những người này tiếp nhận triều đình bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên của dị thuộc diện, kèm lương cao 10 lượng bạc mỗi tháng, lẽ ra nên đảm đương cái phần nghĩa vụ này. Nếu đã là triệu tập, hiển nhiên không có thù lao. Mỗi phút mấy ngày qua đều đáng giá trên dưới mấy trăm lượng bạc, nay phải làm việc miễn phí cho hoàng cung, tổn thất chính là vàng thật bạc thật đó. Nghĩ đến đây, Lâm Tú không nhìn được thở dài. Quản sự thái giám kia nhướng mày: "Sao vậy, ngươi không muốn vào cung sao?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Công công hiểu lầm rồi, ta chẳng qua mới thức tỉnh năng lực, nguyên lực ít ỏi, thi triển một chút đã hết nguyên lực rồi, ta sợ tạo không có được nhiều băng." Hoàng Quang liếc hắn một cái nói: "Điều này tự nhiên không cần ngươi phải lo lắng, cứ đi theo ta, lát nữa vào hậu cung nhớ thông minh giùm ta một chút. Việc không nên nhìn chớ có nhìn, việc không nên hỏi chớ có hỏi. Nếu phạm vào quy củ trong cung, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước." Triều đình đại hạ có 24 ty, mỗi ty nắm giữ chức trách riêng. Hoàng cung cũng có 20 ty, phân công quản lý mọi việc trong cung. Bên trong hoàng thành, tiền cung là nha môn các bộ, Dương Đô tam diện.
Trung Cung là nơi hoàng đế nghị sự cùng với đại thần. Bởi vậy vị trí của 24 ty đều nằm ở hậu cung, do nữ quan và thái giám trong cung trưởng quản. Cho nên hồi nãy quản sự thái giám đặc biệt nhắc nhở Lâm Tú, bảo hắn dọc theo đường đi chớ có nhìn lung tung, kèm đừng có hỏi tầm bậy. Dẫu sao ở trong hậu cung này không phải là phi tần của hoàng đế thì cũng chính là công chúa chưa có xuất giá. Những người này cho dù hắn liếc mắt một cái cũng là thất lễ rồi. Lâm Tú đi theo vài tên quản quan, đi qua mấy cái hành lang cung điện dài dằng dặc, cuối cùng tiến vào hậu cung trong truyền thuyết. Hậu cung với trung cung, tiền cung quả thật là hai thế giới. Hai bên đường đi cung điện trồng đủ các loại hoa cỏ. Hiện tại chính là sáng sớm, mặt trời chưa có nhô cao, bên đường có rất nhiều cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang chăm sóc hoa cỏ. Dài thải trượng lướt qua người của Lâm Tú, lúc mà cùng ba tên quản quan kia đứng hành lễ bên đường. Lâm Tú liếc mắt mấy lần không có lộ dấu vết. Ngồi trên thải trượng kia, không ai không phải là mỹ nhân sắc nước hương trời. Nói một cách chuẩn xác, các loại hình thiếu phụ, các người mỹ diễm, có người thanh thuần, mỗi một vị đều có vẻ đặc sắc riêng. Lâm Tú chưa từng gặp qua hoàng đế, không có rõ tính cách của hắn, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Ánh mắt người này cực tốt, thẩm mỹ không có kém Lâm Tú bao nhiêu. So với mấy thiếu nữ trẻ trung kia, những người này mới là nữ nhân chân chính đây. Quản quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tú, đã nói rồi, chớ có nhìn lung tung, cẩn thận rước họa vào thân đó. Lâm Tú nghe vậy lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không có liếc mắt lung tung nữa. Ở đây dù sao cũng là thời đại hoàng quyền phong kiến tối cao rồi, hậu cung là một chốn thị phi, hắn là con trai một tam đẳng bá nhỏ nhỏ, tốt hơn hết cẩn thận mọi chuyện. Rất nhanh Lâm Tú được ba tên quản quan dẫn đến một cung điện. Trên cửa cung điện treo cái bảng hiệu Thượng Băng Ti. Thượng Băng Ti là một trong 24 ti ở hậu cung, công việc chủ yếu cất trữ khối băng vào hầm băng mùa đông, đợi cho đến mùa hè nóng bức cung cấp cho các cung giải nhiệt. Tiến vào Thượng Băng Ti, Lý Tổng quản giải thích mục đích tới. Quản sự thái giám phụ trách Thượng Băng Ti có một nét buồn nói, phải làm sao bây giờ, chẳng biết tại sao mấy ngày nay nước trong giếng ti ta đục ngầu dị thường, làm sao có thể dùng để mà chế băng cho các nương nương đây. Chương 50, hoàng cung cho gọi. Lý Tổng quản cau mày, đích thần bước đến bên cạnh cái giếng múc một thùng nước. Quả thật nhìn thấy cái nước giếng vô cùng đục, căn bản không có uống được. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta sẽ đi bẩm báo bệ hạ, các ngươi chờ chỗ này đi. Lý Tổng quản rời khỏi Thượng Băng Ti, chốc lát sau đi vào nói với Lâm Tú, đi theo ta. Do nước giếng của Thượng Băng Ti xảy ra vấn đề, cho nên hoàng đế tạm thời hạ chỉ để Lâm Tú dựa theo phẩm cấp hậu phi mà đi tới cung điện của các phi tử để chế băng đi. Như vậy có thể tránh được các cung tranh giành, giữ gìn trật tự hậu cung. Lấy công cụ chế băng từ Thượng Băng Ti, Lâm Tú đi theo bọn họ rất nhanh đưa đến trước một cung điện. Trước cửa cung cao lớn treo bảng hiệu Vĩnh Ninh Cung. Cung điện cái chỗ này khí phái hơn nhiều. Trước khi mà tiến vào, Lý Tổng quản một lần nữa nhắc nhở, đây là nơi ở của hoàng hậu nương nương, sau khi mà vào đừng có ồn ào, chớ ngon nghiêng, sau khi mà tạo băng xong mau chóng rời đi. Lâm Tú bước vào tòa cung điện, trông thấy vài cung nữ cùng với quản quan bận rộn trong điện. Hắn được dẫn đến trước cái giếng nước ở trong góc cung điện, đã có quản quan múc đầy nước đợi chờ. Khuôn tạo băng ở trong hoàng cung là dùng của Thượng Băng Ti, khuôn này hình vuông, mỗi lần có thể tạo một khối băng. Hậu cung không phải là Trích Nguyệt Lâu. Hậu cung không phải là Trích Nguyệt Lâu, Lâm Tú không có thể trực tiếp dán tay trên mặt nước làm băng, mà chỉ có thể dán tay ở vỏ ngoài khuôn đúc. Như thế, tốc độ chế băng chậm đi rất nhiều, tiêu hao nguyên lực cũng lớn hơn. Lâm Tú đối với chuyện này cũng không có cách nào, dù tay hắn rửa sạch mấy đi chăng nữa, quản quan bên người cũng không cho phép. Không biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử, nhưng mà theo cái đà này, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú hôm nay nhất định sẽ bị những hậu phi này ép khô hết rồi. Thật là vất vả chế xong băng cho Vĩnh Ninh Cung của hoàng hậu nương nương, Lâm Tú chưa kịp nghỉ ngơi bị dẫn đến Trường Xuân Cung. Nơi này là nơi ở của quý phi nương nương.
Sau khi mà tiến vào trường Xuân Cung, Lâm Tú cảm giác được rõ ràng, thần sắc của mấy tên quản quan trở nên khẩn trương rất nhiều. Mà trước khi đến đây, Lý Tổng Quản đã dặn đi dặn lại, lúc ở trường Xuân Cung nhất định phải nói chuyện cẩn thận, hết sức có thể đó. Bởi nếu như chọc giận Quý Phi, ai cũng không có cứu được hắn đâu. Lâm Tú mới bước đến cửa trường Xuân Cung, đã thấy một vị mỹ phụ cung trang đứng trong viện, trong ngực ôm một con vật giống mèo nhưng không phải mèo. Con vật này lông trên người trắng như tuyết, nói nó không phải mèo nhưng mà nó thật sự hình dáng giống mèo, mà nói là mèo nhưng mà sau lưng nó lại mọc một đôi cánh trắng tinh xảo. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú nhìn thấy con mèo có cánh. Đối với chuyện này Lâm Tú không có ngạc nhiên cho lắm, vì hắn biết cái giống loài trên thế giới này có phần không có giống trên địa cầu. Trừ nhân loại, thế giới này còn có linh mộc, mang tộc, hải tộc và một ít chủng tộc khác. Nên nếu có xuất hiện một vài con vật không có ở địa cầu cũng chẳng có gì lạ. Mỹ phụ cung trang dung mạo xuất chúng lại mơ hồ lộ ra một loại quý khí, từ thái thước tha xinh đẹp, ngực nhô cao, làm cho người ta không nhìn được, muốn thay thế con mèo ở trong ngực của nàng. Loại cô gái này đối với nam nhân hấp dẫn trí mạng luôn. Cũng may phương diện nữ nhân Lâm Tú đã thấy qua vô số sóng gió to lớn, cho nên không có biểu hiện lạ thường. Sau khi mà Lý Tổng Quản đi vào thì bước nhanh về phía trước khom người nói: nô tài ra mắt Quý Phi nương nương. Mỹ phụ cung trang thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn sang Lâm Tú hỏi: hắn là người phương nào? Lý Tổng Quản vội vàng giải thích: hồi bẩm Quý Phi nương nương, hắn là học sinh của vị thuộc diện, được bệ hạ triệu vào cung chế băng cho các vị nương nương. Mỹ phụ cung trang nhẹ nhàng vuốt ve lông con linh thú trong ngực, không có tiếp tục nhìn Lâm Tú mà nói: đi đi, động tác nhanh nhẹn một chút, níp níp sợ gặp người lạ, nếu mà dọa nó sợ, bổn công hái cái đầu các ngươi xuống đó. Lý Tổng Quản liên tục đáp lời: dần dần dần, chúng thần chế băng xong lập tức sẽ đi ngay. Vị Quý Phi này hiển nhiên không phải là người lương thiện rồi, không chỉ của Lý Tổng Quản cùng với mấy tên quản quan cúm núm, ngay cả cung nữ trong trường Xuân Cung đều nơm nớp lo sợ. Ai nấy làm việc chân tay nhẹ nhàng, đi đường không có dám phát ra một chút âm thanh. Thật là vất vả mới chế băng xong, mọi người từ trong trường Xuân Cung đi ra. Mấy cái tên quản quan vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, bộ dạng như thể sống sót sau tai nạn, trong đó bao gồm cả Lý Tổng Quản. Hoàng đế đại hạ có vô số hậu cung, trong đó 5 người địa vị được tôn sùng nhất chính là Nhất Hậu Tứ Phi. Chương 51: Hậu cung quần phương. Nhất Hậu tất nhiên là hoàng hậu, nàng là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi của thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu hậu cung. Dưới hoàng hậu có 4 vị phi tử, theo thứ tự là Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi cùng với Đức Phi. Sau đó chính là Cửu Tần, Tiệp Dư, Tài Nhân, Mỹ Nhân. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tổng Quản, Lâm Tú nghiêm chỉnh dựa vào phẩm cấp của các phi tần ở hậu cung, lần lượt đến từng tòa cung điện một. Sau Quý Phi là Hiền Phi. Vị hậu phi này ngoại trừ nhìn một chút, không có nói cái gì. Cho nên Lâm Tú bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rất là thuận lợi. Đi ra khỏi Ninh Hà Cung của Hiền Phi, Lý Tổng Quản rốt cuộc thở phào một cái nói ra: chủ nhân của Thiên Thu Cung kia tính tình vô cùng tốt, trước giờ không có làm khó dễ cung nhân, ngươi có thể yên tâm. Thiên Thu Cung là nơi của Thục Phi. Theo lời của Lý Tổng Quản, cái vị Thục Phi nương nương này có danh tiếng không tệ ở hậu cung. Không bao lâu, ở bên trong Thiên Thu Cung, Lâm Tú dán một bàn tay lên trên khuôn, một tay khác lao mồ hôi trên trán. Dùng cái loại phương thức này để mà chế băng, thật sự tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Hắn vốn có thể kiên trì chế 50 khối băng, bây giờ chỉ sợ còn có nữa cũng không được. Nhiều nhất là một tòa cung điện nữa, sau đó nguyên lực trong cơ thể của hắn sẽ khô kiệt. Đang lúc Lâm Tú cắn răng kiên trì, bên người bỗng nhiên có một làn gió thơm, một người cung nữ đi tới, trong tay cầm một cái bát băng. Trong bát băng là mười mấy quả nho óng ánh lồng lành đã lột vỏ. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Tú nói: vất vả cho ngươi rồi, đây là Thục Phi nương nương ban thưởng cho. Đưa bát băng cho Lâm Tú, nàng nhẹ nhàng bước trở về. Lâm Tú nhìn bát nho trong tay, ăn mấy quả, quay đầu lại thấy ba tên quản quan đang gian nan nuốt nước bọt.
thế là đưa cái bát đá cho bọn họ, cười nói, đây, Thục Phi nương nương ban thưởng, mọi người chia đi. Trong mùa hè nóng bức này có thể ăn được nho lạnh, đây là thứ chỉ có quý nhân trong cung mới có thể hưởng thụ. Lý Tổng Quản nuốt nước miếng lắc đầu nói, không không, đây là quý phi nương nương ban cho Lâm công tử, chúng ta không thể ăn. Lâm Tú khoát tay áo nói, mấy vị công công theo ta chạy tới chạy lui cũng đã vất vả, sao có thể ăn một mình chứ. Thấy Lâm Tú thoải mái như vậy, Lý Tổng Quản không kiên trì, cười ha hả hai tiếng nói, đã như vậy chúng ta đi theo Lâm công tử hưởng chút lộc rồi. Không biết quả nho này là cái giống gì, nước nhiều thịt dày lại không có hạt, không những thế còn rất ngọt nữa. Sau khi mà ướp lạnh, ăn một quả thật là sảng khoái tới tận cùng. Lâm Tú đặt cái bát đá xuống, nhìn không được nói, nho này ăn thật là ngon. Lý Tổng Quản cười nói, nho này chính là cống phẩm từ nước Tây Vực đó, hoàng hậu nương nương cũng được mỗi hai chùm, duy chỉ có Thục Phi nương nương mới đem cái thứ cống phẩm quý giá này thưởng cho chúng ta. Lâm Tú quay đầu nhìn về hướng nội cung, quả nhiên Thục Phi nương nương đối xử với mọi người đều rất tốt. Hiện tại hắn đã gặp qua chủ nhân của ba tòa cung điện, nhưng mà bọn họ không thèm nhìn lấy hắn một cái, nói chi là ban thưởng. Trong hoàng cung cái gì cũng phải là quy củ, tạo 10 khối băng cho hoàng hậu nương nương, tứ phi cũng chỉ được bằng có một nửa. Lâm Tú đối với Thục Phi nương nương rất có hảo cảm, cho nên tạo thêm cho Thiên Thu Cung 2 khối nữa. Đối với chuyện này, Lý Tổng Quản chẳng có nói thêm một lời, một chữ. Sau khi mà cùng nhau hưởng cống phẩm được Thục Phi nương nương ban thưởng, khoảng cách giữa mấy người đã rút ngắn lần nữa, đi ra Thiên Thu Cung. Lý Tổng Quản đưa mắt nhìn Lâm Tú một cái, thiện ý nhắc nhở. Kế tiếp, chúng ta sẽ đi Thụy Đông Cung, nơi đó vốn là tẩm cung của Đức Phi nương nương. Mấy năm trước, sau khi mà Đức Phi nương nương ốm bệnh qua đời, giờ chỉ có Minh Hà công chúa ở lại. Khi mà đến đó, Lâm công tử nhớ đừng có nói lung tung, coi chừng chọc giận công chúa. Lâm Tú biết, nếu mà Lý Tổng Quản nói thế, có nghĩa là cái vị Minh Hà công chúa này không có dễ trêu chọc rồi. Hắn nhẹ gật đầu nói ra, ta đã biết. Bước vào Thụy Đông Cung, Lâm Tú cảm nhận được một sự khác biệt rất rõ ràng so với những nơi trước đó. Vĩnh Ninh Cung, Trường Xuân Cung, Ninh Hạ Cung, Thiên Thu Cung, tức là cung điện của Hoàng hậu cùng Tam Phi còn lại. Trong cung có không ít cung nữ hoàng quan, đầu đầu cũng thấy người bận rộn, còn Thụy Đông Cung này chỉ có 2 bóng người. Một vị thiếu nữ váy đỏ ngồi trên xích đu dưới cái cây ngô đồng, đứng phía sau nàng là một vị cung nữ. Lý Tổng Quản tiến đến trong điện không người nói, tham kiến công chúa, nô tài phụng mệnh bệ hạ dẫn người đến chế băng cho Thụy Đông Cung. Thiếu nữ váy đỏ nhìn hắn một cái nói ra, Thụy Đông Cung không có cần băng, ra ngoài. Dần, Lý Tổng Quản vừa lên tiếng, vốn định mang Lâm Tú ra ngoài, thì sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh của một thiếu nữ váy đỏ kia. Chương 52, Hậu Cung Quần Phương. Dừng lại, thiếu nữ váy đỏ quay đầu nhìn thoáng qua cung nữ sau lưng, suy nghĩ một chút sau đó mới nói, Thải Nhi dẫn bọn hắn đi đến cạnh giếng đi. Mặc dù không biết vì sao mà Minh Hà công chúa đổi ý, nhưng mà Lý Tổng Quản vẫn đưa Lâm Tú đi qua. Sau khi mà tạo đủ số lượng băng cho Thụy Đông Cung, Lý Tổng Quản khom người nói, công chúa, chúng ta còn phải đến cung khác, xin rời bước. Khi rời đi cùng Lý Tổng Quản, Lâm Tú ngoảnh đầu nhìn thoáng qua. Thiếu nữ váy đỏ kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Chẳng biết tại sao, Lâm Tú bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất không thoải mái. Rõ ràng lần thứ nhất gặp nhau, hắn lại có cảm giác muốn đánh một trận cùng với thiếu nữ váy đỏ này vậy. Cùng lúc đó, khi nhìn Lâm Tú, thiếu nữ váy đỏ nhăn cái hàng mày đẹp đẽ lại. Bên cạnh xích đu, tiểu cung nữ cảm nhận được biểu hiện bất thường của thiếu nữ váy đỏ, hiếu kỳ nói, công chúa, sao vậy? Thiếu nữ váy đỏ nói, Thải Nhi, ngươi không cảm thấy người vừa rồi rất đáng ghét sao? Công chúa nói cái gì công tử kia sao? Chính là hắn. Tiểu cung nữ lắc đầu nói, không có, dáng dấp của vị công tử kia rất đẹp mà. Thiếu nữ nhảy xuống xích đu nói, nhưng mà ta lại cảm thấy hắn rất đáng ghét, so với thái tử còn khiến cho người ta chán ghét hơn. Cái chỗ băng này đủ cho ngươi dùng một thời gian, ngày mai đừng có để hắn tới. Sau khi đi khỏi Thụy Đông Cung,
Lâm Tú vẫn còn đang suy tư. Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp Minh Hà công chúa, vốn không thù không oán. Vốn không thù không oán, cũng không hiểu sao hắn có cảm giác chán ghét nàng. Hắn quay đầu hỏi Lý Tổng Quản, Minh Hà công chúa cũng đã thức tỉnh dị thuật sao? Lý Tổng Quản gật đầu nói, đó là đương nhiên, công chúa thiên tư thông tuệ, thức tỉnh lực lượng quả. Rốt cuộc, Lâm Tú đã biết tại sao hắn cảm thấy không hợp với Minh Hà công chúa. Lực lượng chủ yếu trong cơ thể của hắn là băng, Minh Hà công chúa là lửa. Một băng một lửa, đây là hai thứ hoàn toàn tương phản. Hai người sao có thể thấy hợp nhau được? Băng quả gặp nhau, nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, một khắc cũng không muốn đứng chung một chỗ. Linh âm là băng, Linh Tú ở cùng với nàng rất thoải mái, cả thể xác tinh thần đều cực kỳ vui vẻ. Minh Hà công chúa là lửa, Lâm Tú nhìn thấy nàng là thấy phiền rồi, chắc hẳn cảm giác của nàng cũng giống Lâm Tú thôi. Dị thuật cũng có quan hệ khắc chế, có cái đơn phương khắc chế, còn có khắc chế lẫn nhau. Trường hợp của Lâm Tú cùng với Minh Hà công chúa thuộc loại thứ hai. Nếu có người thức tỉnh dị thuật thủy, như vậy thì dưới tình huống nguyên lực tương đương, người kia chắc chắn không phải là đối thủ của Lâm Tú. Băng cùng với thủy quyết đấu, đối phương muốn thắng Lâm Tú ít nhất phải thức tỉnh nhiều hơn hắn một lần. Mà băng quả khắc chế lẫn nhau, nếu muốn xem ai hơn thì phải xem nguyên lực của người nào thâm hậu hơn. Hiển nhiên Minh Hà công chúa mạnh hơn Lâm Tú nhiều, cho nên Lâm Tú quyết định lần sau đến hoàng cung sẽ tận lực trốn tránh nàng. Nữ nhân này trời sinh để mà khắc chế hắn rồi. Bên ngoài Thụy Đông Cung, Lâm Tú bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Hắn đã có được năng lực hàng băng, nếu có cơ hội sao chép năng lực của Minh Hà công chúa, hai loại lực lượng này liệu có xung đột trong cơ thể hắn hay không, để cho hắn trải nghiệm một thanh băng quả lưỡng trọng thiên. Trước mắt đây chỉ là ý tưởng thôi, Lâm Tú không có cơ hội thử nghiệm, cũng không có dám thử rồi. Lúc này, Lý Tổng Quản đứng bên cạnh Lâm Tú nói, Lâm công tử, cung điện của Hoàng hậu Nương Nương cùng Tứ Phi đã đi qua rồi, kế tiếp ta dẫn ngươi đến nơi ở cửu tầng. Sắc mặt của Lâm Tú tái nhợt, hữu khí vô lực nói với hắn, Lý Tổng Quản, thật không có giấu giếm, Năm Cung đã ép sạch sành sanh của ta. Năm Cung đã ép ta sạch sành sanh, trong cơ thể ta hiện tại không còn một chút nguyên lực. Lý Tổng Quản vỗ vỗ đầu của mình nói, à, đều là do ta, đều do ta, sao mà ta lại quên bén cái chuyện này chứ? Nói xong, hắn lấy một cái hộp ngọc chế tác bằng bạch ngọc từ trong tay áo của hắn, mở cái hộp ngọc ra. Từ trong hộp, lấy ra một tinh thể trong suốt chừng hạt gạo đưa cho Lâm Tú. Sau khi Lâm Tú tiếp nhận, cẩn thận đánh giá vật trong tay. Đây là một tinh thể trong suốt hình thoi, thoạt nhìn còn nhỏ hơn hạt gạo, nhớ tới ghi chép mà hắn đọc trong sách. Lâm Tú kinh ngạc nói, thứ này chẳng lẽ là nguyên tinh? Dị thuật không phải là độc quyền của nhân loại, các chủng tộc khác trên thế giới cùng một số loài động vật cũng có năng lực đặc biệt. Mọi người gọi loài thú có năng lực đặc biệt là dị thú. Nguyên tinh là nguyên lực kết tinh trong cơ thể của dị thú. Đối với nhân loại mà nói, cái loại kết tinh này có thể dùng khôi phục nguyên lực, cũng có thể dùng để hỗ trợ năng lực thức tỉnh lần nữa. Nguyên tinh trong tay của Lâm Tú không màu trong suốt, hiển nhiên nó xuất phát từ dị thú cấp thấp nhất. Chương 53, cảm giác an toàn. Hắn nắm tinh thể trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt. Khi mà hắn dương lòng bàn tay ra, tinh thể hình thoi không màu kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà cùng lúc đó, nguyên lực vốn đã khô kiệt trong cơ thể của Lâm Tú trở nên vô cùng dồi dào. Lâm Tú vốn còn oán trách chút trong lòng. Dẫu sao mỗi ngày hắn kiếm trên dưới mấy trăm lượng bạc, nay đã bị hoàng đế triệu tới hoàng cung, một tí thù lao cũng không có, đổi lại ai cũng không muốn. Không ngờ tuy làm việc cho hoàng đế không có bạc, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên tinh không có thể giúp hắn thức tỉnh ngay lập tức, nhưng mà quá trình nguyên lực hao hết lại tràn đầy trong nháy mắt. Chính là quá trình tu hành, quá trình này vốn rất chậm. Con nguyên tinh có thể khiến cho việc khôi phục nguyên lực hoàn toàn trong giây lát. Tác dụng của một viên nguyên tinh không có thua gì Lâm Tú một ngày khổ tu. Hoàng đế đại hạ, ngoại trừ một vị hoàng hậu, bốn vị chính phi ra, còn có Tần Phi, Tiệp Dư, Mỹ Nhân, Tài Nhân.
Mặc dù chỉ tiêu của những cung phi này không có nhiều như là hoàng hậu và tứ phi, nhưng mà cộng lại cũng có thể ép khô Lâm Tú nhiều lần. May đã có nguyên tinh khôi phục, một viên nguyên tinh liền ngang hắn một ngày tu hành. Hắn mong sao phi tử của hoàng đế có nhiều một chút, để cho hắn tận hưởng thêm nhiều nguyên tinh. Mệt thì mệt, đi dạo hậu cung hoàng đế nửa ngày, nhưng mà tâm trạng của Lâm Tú vẫn không tệ. Hậu cung to như vậy, từ cung phi xuống cung nữ đều là mỹ nhân nhất đẳng. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người có vẻ đặc sắc riêng. Cho dù Lâm Tú hiểu biết rộng rãi, sớm miễn dịch đối với mỹ nữ, nhưng mà không thể không thừa nhận, đi dạo hậu cung của hoàng đế thật sự quá là bổ mắt. Lâm Tú hôm nay có hai cảm xúc sâu sắc nhất. Thứ nhất, hoàng đế đại hạ là một người cực kỳ ưa thích thiếu phụ. Các phi tần của hắn thấy hôm nay chí ít cũng hơn 20 vị. Thế nhưng không có một vị nào tuổi dưới 30. Đương nhiên, Lâm Tú không phải nói thiếu phụ không tốt, chỉ là tất cả phi tử đều cùng một loại hình. Chẳng lẽ hắn không chán sao? Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Làm hoàng đế quả thật có thể làm cái gì tùy thích. Miễn là nữ nhân hắn coi trọng, hắn đều có thể triệu vào trong cung, trở thành phi tần của hắn. Một điều này làm cho Lâm Tú vô cùng hâm mộ. Đây đã chẳng là thứ ngựa phi nhanh sao? Mà cái trường đua ngựa lớn nhất đại hạ đều do nhà hắn mở ra. Quyền lực của hoàng đế quá lớn, hắn chỉ cần nói một câu, có vô số nữ nhân tranh nhau, nhào vào trong lòng hắn. Cũng chỉ cần hắn nói một câu, Lâm Tú đành phải bỏ việc làm ăn mấy trăm lượng bạc mỗi ngày. Đến hậu cung cấp băng miễn phí cho phi tử của hắn, giống kiểu một phân tiền cũng không cho. Thậm chí không có riêng mỗi hậu cung, hầu hạ phi tử hậu cung xong xuôi, Lâm Tú một lần nữa bị dẫn đến trung cung, bắt đầu tạo băng không ngừng nghỉ. Khối băng tạo ra ở đây đầu tiên được đưa đến ngự thư phòng, sau lại được hoàng đế ban thưởng cho một ít dương công quân quý. Hắn hoàn toàn sử dụng Lâm Tú thành công cụ hình người. Đến tận khi sắc trời tối xuống toàn bộ rồi, Lâm Tú mới được thả ra khỏi cung. Tuy rằng bận rộn một ngày bị dắt khô nguyên lực vô số lần, nhưng mà thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Lâm Tú đếm đếm, hôm nay hắn tổng cộng tiêu hao 15 viên nguyên tinh, có thể tương đương hắn tu hành nửa tháng. Cái loại chuyện tốt này, Lâm Tú ước gì mỗi ngày đều có. Chỉ là... Lâm Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịch một mảnh. Từ sau khi xảy ra sự kiện ám sát, hắn mỗi ngày đều về nhà trước lúc trời tối. Nếu Tôn Đại Lực không có chờ hắn ở cửa cung, Lâm Tú cứ thế này trở về sẽ có nguy hiểm cực lớn. Sau khi gạt bỏ hiềm nghi của Triệu Gia, thân phận kẻ sai khiến ám sát Lâm Tú đêm đó đã rất rõ ràng. Có một thâm cừu đại hận với Lâm Tú, thế nhưng Lâm Tú không biết, hay là người muốn cưới Triệu Linh Quân. Chỉ cần Lâm Tú chết, hôn ước hai nhà hủy bỏ, bọn họ tự nhiên có cơ hội. Chẳng qua cái người ở Dương Đô muốn cưới Triệu Linh Quân dù số kể, Lâm Tú căn bản không có thể xác định được chính xác vào mục tiêu nào cả. Thời điểm hắn đang do dự có nên tự mình trở về không, thì có một mùi hương thơm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lâm Tú xoay người, trông thấy một bóng người từ trong cung điện đi tới. Linh Âm, sao bây giờ ngươi mới ra ngoài? Lâm Tú không có thấy Tôn Đại Lực ở đây mà lại thấy Triệu Linh Âm. Bệ hạ vừa mới thả ta ra khỏi cung mà. Lâm Tú giải thích một câu hỏi thăm dò, ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Triệu Linh Âm không có nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Một câu đơn giản này khiến cho Lâm Tú cảm nhận được cảm giác vô cùng an toàn. Một đại nam nhân lại phải dựa vào một cô gái để có cảm giác an toàn, điều này Lâm Tú hơi đỏ mặt. Chương 54, cảm giác an toàn. Triệu Linh Âm đưa tới một cái hộp gỗ. Lâm Tú tiện tay nhận lấy hỏi, đây là cái gì? Triệu Linh Âm đáp, thù lao của Trích Nguyệt Lâu đó. Lâm Tú không ngờ sau khi hắn đi hoàng cung, nàng lại còn tốt bụng thay hắn đi Trích Nguyệt Lâu. Có điều số tiền này không có liên quan đến hắn, hắn dù không biết xấu hổ cũng không có thể lấy. Lâm Tú đưa cái hộp gỗ trở về nói, tiền này hẳn nên... Hắn chưa kịp dứt lời, Triệu Linh Âm phất phất tay nói, người một nhà không cần phải so đo những cái chuyện này. Đã nói đến nước này rồi, Lâm Tú đành phải yên lặng nhận bạc.
Cách mà nàng nói chuyện kiểu dứt khoát không thể nghi ngờ, nói không cần là nhất định không cần. Lâm Tú khẽ thở dài trong lòng. Lần này nợ ân huệ của nàng chỉ có thể từ từ đền bù trong tương lai. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời trước Lâm Tú thiếu thốn nhiều thứ, nhưng mà tiền thì không thiếu. Sống hai kiếp vẫn là lần đầu tiên trải qua cảm giác ăn bám. Khó trách có nhiều tiểu bạch kiểm muốn được các phú bà lớn tuổi bao dưỡng như vậy. Liệu cần nói hay không, ăn bám thật là tuyệt đó. Lâm Tú và Triệu Linh Năm đi trên đường phố. Hiện tại cách giới nghiêm ban đêm còn có một đoạn thời gian. Trên phố vẫn còn rất náo nhiệt. Đi ngang qua một quán hoành thánh gian đường, Lâm Tú nhìn không được dừng bước. Hắn ở hoàng cung suốt một ngày rồi, chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt mà Lý Công Công mang đến. Hồi nãy hắn chưa có cảm thấy gì, nhưng mà lúc này ngửi thấy mùi hoành thánh không cất bước nổi rồi. Lâm Tú ngồi xuống quầy hoành thánh nói: "Ông chủ, cho hai bát hoành thánh." Triệu Linh Năm đứng sau lưng của hắn thản nhiên nói: "Ta không cần." Lâm Tú không hề quay đầu lại nói: "Ta biết ngươi không cần, một mình ta ăn hai bát, cả ngày hôm nay không có ăn gì, ăn no rồi về, ngươi ngồi đây chờ ta một chút đi." Lâm Tú luôn cảm thấy rằng hàng ăn gian đường không tồi, rẻ mà lại ngon, mấu chốt còn no bụng nữa. Một bữa ăn như là trích nguyệt lâu, hở một tí là hàng chục hàng trăm lượng, chênh lệch quá lớn đối với quan điểm tiêu dùng khoáng. Ngay cả khi hắn nhiều tiền đến mức không có tiêu hết, cũng không có lãng phí ở những nơi đó. Hoành thánh của cửa hàng vỏ mỏng nhiều nhân, Lâm Tú ăn liên tiếp hai bát lớn. Nhìn đại nương bán hoành thánh mặt mày hớn hở, khách nhân ngày thường của bà đều là chân lắm tay bùn. Đây là lần đầu tiên có công tử ăn mặc quý khí như vậy ở chỗ này mà ăn hoành thánh. Đây chắc chắn là sự công nhận lớn nhất đối với tài nghệ của bà rồi. Cho nên bà gói hoành thánh cho hắn đều nhiều nhân thịt hơn người khác. Lâm Tú ăn xong hai bát hoành thánh chỉ tốn có 10 văn tiền, thảnh thơi đi về nhà với Linh Năm, coi như là đang giúp tiêu hóa thức ăn. Đi trên đường phố của Dương Đô, Lâm Tú bỗng nhiên hỏi: "Linh Năm, tỷ tỷ người là người kiểu gì?" Nghe hai chữ tỷ tỷ, trong mắt của Triệu Linh Năm hiện ra một tia dị sắc nói: "Nàng là người tốt nhất trên đời này, hiện tại ngươi còn chưa xứng với nàng." Lâm Tú nhìn ra, cô gái nhỏ này dường như có một chút tình tiết luyến tỷ, có điều lời của nàng nói cũng là thật. Tỷ tỷ của nàng là thiên kiêu đại hạ, Lâm Tú hiện tại quả thật không xứng với người ta. Lâm gia cách cuối dốc đã không xa, cho dù những gia tộc quyền quý xuống dốc như vậy, e rằng cũng không có muốn gả nữ nhi trong nhà của hắn. Triệu gia còn nguyện ý thừa nhận hôn ước năm đó đã xem như là phẩm chất cao thượng rồi, có đức độ trong sáng. Đối với chuyện dị hôn thê kia, Lâm Tú không có tiếp tục truy vấn. Trước mắt, Triệu gia dường như thật sự coi hắn đã trở thành con rể tương lai rồi. Phụ mẫu mình lòng đầy hoan hỷ, căn bản không có ai quan tâm ý kiến của người trong cuộc là hắn. Chắc hẳn vị thiên chi kiều nữ Triệu gia kia cũng rất đau đầu đối với cuộc hôn ước này. Rốt cuộc đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Lâm Tú đang là người thấp cổ bé họng, hắn dự định đợi đến khi mà nàng trở về Dương Đô gặp mặt nàng một lần, cùng nhau thuyết phục hai nhà hủy bỏ cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại này. Đường về Lâm Phủ rất dài, hai người tán gẫu, câu có câu không như thế, phần lớn thời gian đều là Lâm Tú nói, Triệu Linh Năm thỉnh thoảng trả lời một câu. Mà lúc này, ở phía sau hai người trăm trượng, có hai bóng người đã theo đuôi bọn họ một đường. Một khắc nào đó, bước chân của hai người dừng lại, một trong số đó nói, cô gái kia một mực ở bên cạnh hắn, xem ra tối nay không có thể động thủ rồi. Một người khác hừ lạnh một tiếng nói, điều trách ảnh tử lần trước đánh rắn động cỏ rồi, khiến cho bọn hắn phòng bị nhiều hơn. Khoảng thời gian này còn muốn động thủ với hắn, hẳn không có khả năng, chỉ đành tìm cơ hội sau này đi. Chương 55, phá án bằng thú ngữ. Ngày hôm qua đã bị ép khô, tới tới lui lui 15 lần tại hoàng cung. Lâm Tú có thể nói mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngủ thẳng cho đến giữa trưa hôm sau mới thức dậy. Hôm nay không có ai trong cung đến mời hắn, lượng băng hắn chế hôm qua đủ để hoàng cung dùng ít nhất 3 ngày. Sau khi ngủ dậy ăn cơm trưa, Lâm Tú trước tiên đi trích nguyệt lâu một chuyến, chế cho bọn họ cái phần băng dùng hôm nay, tiếp đó mới tiến về Thanh Lại Ti.
sau khi mà Triệu Lâm Tú vào cung, ngày hôm qua hoàng đế đã ban thưởng quân quý không ít bằng. Loại nha môn như là Thanh Lại Ti đương nhiên không có. Hoàng nhiên nha dịch nơi đây còn phải làm việc trong phòng trực giống hệt như lòng hấp. Lâm Tú có lòng muốn tạo mối quan hệ tốt cùng với các đồng liêu Thanh Lại Ti. Như vậy bọn họ mới nhắm một mắt, mở một mắt, việc mà hắn vắng mặt thường xuyên, cho hắn thượng ban mạc ngư. Do đó chiều nay các nha phòng của Thanh Lại Ti đều ngập tràn gió mát. Không chỉ bày khối băng thật lớn ở bốn góc phòng, mà trước bàn của các quan viên đặt nước đá giải nhiệt. Thời gian nửa ngày, Lâm Tú đã cực kỳ thân thiết cùng với nhóm các quan viên khắp nơi ở Thanh Lại Ti, gồm tập nã sử, kho công văn, lao phòng. Về phần Lan Trung Đại Nhân, Lâm Tú không có tự mình đi qua, nhưng cũng bảo nha sai đưa sang đủ khối băng. Đến nay, đại bộ phận quan viên và nha sai của Thanh Lại Ti đều thay đổi cách nhìn đối với Lâm Tú. Vị công tử nhà Bình An Bá này tuy ngày thường hiếm khi đến Thanh Lại Ti, nhưng mà đối xử thế thật không có gì đáng chê. Trên người không có một chút khí chất con em quần là áo lụa, trò chuyện cùng hắn như gió xuân lướt nhẹ qua, cực kỳ thoải mái. Chỉ bằng hắn dùng năng lực của bản thân tạo phúc cho cả Thanh Lại Ti, bọn họ khỏi nỗi thống khổ nóng bức. Thái độ của bọn họ đối với hắn không thể không trở nên nhiệt tình thân thiện hơn. Người nói Lâm đại nhân này sao mà gần đây không có giống hồi trước vậy? Đúng vậy, hắn hồi trước hầu như không có đến Thanh Lại Ti của chúng ta, gần đây lại rất siêng năng chứ. Lâm đại nhân thay đổi đâu chỉ là những cái thứ này. Hắn trước kia không hề nói chuyện với chúng ta, hiện tại mua bữa sáng làm đá giải nhiệt cho chúng ta, quả thật như thế đổi thành một người khác vậy. Hắn dường như thật sự khác biệt với những con em quyền quý kia. Tại nha phòng nào đó, mọi người đang nghị luận Lâm Tú, thì ngay lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Khác biệt cái gì chứ? Các quyền quý đều phải chẳng giống nhau sao? Mới nhận một chút ơn huệ của hắn, đã coi hắn là người của mình à? Mọi người nhao nhao ngoảnh đầu, ánh mắt hướng về một vị quan viên trẻ tuổi, cũng không có mở miệng nữa. Bọn họ đều biết, tên này là tài năng mới của Thanh Đại Ti, xuất thân bình dân, từng bước leo lên vị trí hôm nay, luôn xem thường con cháu quyền quý dựa vào quan hệ tiến nhập Thanh Lại Ti. Và một số chuyện phát sinh trên người của hắn trong quá khứ khiến cho hắn ôm địch ý rất lớn đối với tầng lớp quyền quý Dương Đô. Hôm nay, Lâm Tú không có rời khỏi Thanh Lại Ti. Vị thuộc diện hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ. Mùa hè, mùa đông hàng năm, học viện sẽ cho học sinh nghỉ một tháng để cho bọn họ trở về thăm người nhà. Khoảng thời gian này, tất cả các khóa học của vị thuộc diện đều tạm dừng, Lâm Tú đi cũng không có ích gì. Lợi dụng khoảng thời gian này, vừa dặn soát soát cảm giác tồn tại ở Thanh Lại Ti, vì để cho cha nương an tâm, phần việc này nhất định phải bảo trụ rồi. Lâm Tú vô cùng nhàm chán, sắp xếp hồ sơ công văn trên bàn, trông thấy một vị đồng liêu đối diện, sửa sang lại hành trang, chuẩn bị ra ngoài, thuận miệng hỏi, Từ đại nhân, ngài đi đâu vậy? Từ đại nhân thở dài đáp, ở phía Tây Thành xảy ra một vụ án, ta đi theo ghi chép thôi. Văn thư của kho công văn bình thường ngoại trừ sau khi mà ghi chép và chỉnh lý hồ sơ vụ án thì phải đi theo bộ khoái ngọ tác ra ngoài, ghi lại chi tiết hiện trường, lời của nhân chứng nói. Lâm Tú sớm ngồi không yên, nghe nói bên ngoài có công việc thì vội vàng đứng dậy nói, Từ đại nhân, trước đây được các người chiếu cố, trời nóng bức thế này, công việc ngoài kia để cho ta đi đi, ta không có sợ nóng đâu. Ngày trước, hắn không có tới kho công văn nhiều, ba văn thư phải làm công việc của bốn văn thư, nói ba vị văn thư này chiếu cố cũng không qua. Ánh mặt trời ngoài đường đang gay gắt, Từ đại nhân vốn không có muốn ra ngoài, chẳng lẽ ngồi trong nha phòng, hóng gió mát không thoải mái sao? Hắn khước từ đôi câu tượng trưng rồi cười nói, à, thế thì phải làm phiền Lâm đại nhân rồi. Lâm Tú xua tay, không khách khí đâu. Chuyện công vụ lần này còn có ngọ tác đi theo, thêm vài tên bộ khoái của tập nã sử. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.